Và ở đây chúng ta tiếp tục hoàn thiện cho dòng thứ ba. Chúng ta đã thực hiện thành công cho dòng 1 và dòng 2. Bây giờ còn dòng 3. Và dòng 3 nó sẽ hiển thị giá trị gì? Ví dụ ở đây tôi sẽ đưa vào dòng 3. Đó là cân nặng lý tưởng của bạn là bao nhiêu? Và với cân nặng này thì bạn thiếu hay là thừa bao nhiêu ký? Như vậy để hiển thị được giá trị này, tôi cũng sử dụng gene gọi đến format. Chúng ta sẽ thay đổi nó một tí. Ở đây sẽ thay thành là cân nặng lý tưởng của bạn. Và đối với cân nặng lý tưởng thì chúng ta có đơn vị là kg. Tiếp tục ký tự xuống dòng. Và ở đây tôi cho là 78 kg. Tiếp tục trước khi xuống dòng thì nó sẽ hiển thị là bạn thiếu 5 kg. Nội dung này chúng ta bỏ đi và chúng ta thay dần dần vào. Cân nặng lý tưởng của bạn 78 kg. Và giá trị 78 kg này chúng ta cũng cần phải thay đổi lại. Lúc này sẽ là phần trăm F. Và tôi không cho số thập phân nó xuất hiện. Như vậy sẽ là phần trăm chấm 0F. Tiếp tục toàn bộ nội dung này tôi sẽ cho nó là một kiểu chuỗi và tôi thay thành phần trăm S. Như vậy ở đây chúng ta cũng lần lượt thay vào. Giá trị thứ nhất, cân nặng lý tưởng. Như vậy ở phía trên tôi sẽ tạo ra một biến nữa dùng để chứa cân nặng lý tưởng. Tôi sẽ để ở đây một biến tên là bedway. Tạm thời tôi cho giá trị cho nó là 0. Như vậy bedway chúng ta gắn và chúng ta thay vào cho nội dung này. Tiếp tục bạn thiếu 5 kg, bạn thừa 5 kg, phần trăm S. Và để lưu được giá trị đó, tôi tạo ra một biến nữa thuộc về kiểu gene. Tôi để là nó tiệt chẳng hạn. Và khi mới vào, tôi cũng cho giá trị mặc định cho nó là giá trị null. Ở đây chúng ta định dạng lại cho các nội dung này nó nằm trên cùng một dòng để chúng ta dễ quan sát. Sau đó biến nó tiệt này chúng ta sẽ gắn vào cho giá trị thứ hai. Như vậy bedway sẽ thay thế vào đây và nó tiệt sẽ thay thế vào đây. Công việc của chúng ta tiếp tục tính cân nặng lý tưởng và phần thông báo. Như vậy cân nặng lý tưởng thì ở phía dưới chúng ta cũng có công thức cho nó. Cân nặng lý tưởng sẽ bằng số lẻ của chiều cao tính bằng cm nhân 9 rồi chia cho 10. Như vậy nếu như tôi có chiều cao là 178 thì số lẻ chiều cao lúc này sẽ là 78. Chúng ta tiếp tục nhân cho 9 và chúng ta chia nó cho 10 thì chúng ta sẽ ra được cân nặng lý tưởng. Như vậy ở phía trên tôi sẽ tính cân nặng lý tưởng dựa vào công thức này. Biến bedway của chúng ta. Chúng ta sẽ lấy số lẻ của chiều cao. Chiều cao đang là đơn vị cm. Chúng ta muốn lấy số lẻ của nó thì chúng ta sẽ tiến hành chia lấy dư cho 100. Nếu như chiều cao là 178 thì chia cho 100 chúng ta được giá trị dư là 78, hoàn toàn chính xác. Sau đó chúng ta tiếp tục nhân với 9 và chia cho 10 thì lúc này chúng ta sẽ được cân nặng lý tưởng và bedway chúng ta thay vào đây. Còn giá trị nó tiệt tạm thời chúng ta khoan quan tâm. Và chúng ta thực thi lại để kiểm tra xem cân nặng lý tưởng đã hiển thị hay chưa. Tôi nhập vào chiều cao và tôi nhập vào cân nặng. Xem kết quả. Thì các bạn thấy cân nặng lý tưởng của tôi là 70 kg. Ở đây có một giá trị null và ở phía trước nó có một dấu gạch. Chúng ta sẽ thử kiểm tra lại. Và ở đây nó chưa được xuống dòng. Do đó chúng ta sẽ bổ sung vào ký tự xuống dòng. Tôi sẽ viết lại cho chúng ta dễ nhìn. Dòng thứ 2 và dòng thứ 3. Như vậy nó chưa có ký tự xuống dòng ở đây thì chúng ta chỉ việc bổ sung vào phần trăm N để cho nó xuống dòng. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cho biến nó tịt. Và chúng ta sẽ thực hiện như sau. Nếu như tôi cân nặng 78 kg mà cân nặng lý tưởng của tôi là 70 thì điều gì sẽ xảy ra?
Lúc này thì chúng ta sẽ bị, đó là thừa 8 kg. Tiếp tục, cân nặng lý tưởng của tôi là 70, tuy nhiên tôi nặng 68 kg, thì lúc này tôi sẽ bị thiếu 2 kg. Và trường hợp cuối cùng, cân nặng lý tưởng là 70 và cân nặng hiện tại của tôi cũng là 70, thì chúng ta sẽ có một câu thông báo là thân hình lý tưởng chẳng hạn. Như vậy làm sao chúng ta xác định được các câu thông báo này? Có phải là chúng ta dựa vào hai tham số cân nặng lý tưởng và cân nặng hiện tại? Tôi sẽ đưa vào đây câu điều kiện if. Tiếp tục, chúng ta sẽ tiến hành so sánh giữa bed weight và cân nặng hiện tại. Nếu như bed weight mà nó lớn hơn cân nặng hiện tại, chứng tỏ rằng chúng ta bị thiếu ký. Do đó tôi sẽ đưa vào đây biến noted. Tạm thời tôi sẽ đặt ở đây bạn thiếu 2 kg. Và làm sao chúng ta biết chúng ta thiếu 2 kg? Thì rõ ràng để biết chúng ta thiếu bao nhiêu thì chúng ta sẽ lấy bed weight và chúng ta trừ đi cho giá trị weight. Như vậy nội dung này tôi sẽ thực hiện như sau. Tôi cũng gọi đến chin, gọi đến format. Bạn thiếu 2 kg. Tiếp tục, con số 2 này chúng ta sẽ thay thành là phần trăm D, bởi vì ở đây chúng ta sẽ cho nó là số tự nhiên. Như vậy tiếp tục, phần trăm D chúng ta sẽ thay thành bed weight, chúng ta trừ đi cho giá trị weight. Trong trường hợp ngược lại, L, tôi copy xuống. Nếu như bed weight của chúng ta bé hơn weight, có nghĩa rằng cân nặng hiện tại lớn hơn cân nặng lý tưởng, thì chúng ta sẽ hiển thị là bạn thừa bao nhiêu ký. Thì chúng ta sẽ lấy weight và chúng ta trừ đi cho giá trị bed weight. Trong trường hợp cuối cùng thì chúng ta có cân nặng lý tưởng bằng với cân nặng hiện tại, thì câu thông báo của chúng ta lúc này sẽ là thân hình lý tưởng chẳng hạn. Tôi thay vào. Sau đó chúng ta tiến hành thực thi lại để xem chúng ta sẽ nhận được thông báo là gì. Tôi nhập chiều cao, tôi nhập cân nặng và xem kết quả. Chúng ta đã có một thông báo lỗi, do đó chúng ta cần kiểm tra lại. Có thể là do phần tính toán của chúng ta ở đây. Tôi sẽ kiểm tra lại. Gene format, bạn thiếu phần trăm D, và thay vào phần trăm D này chính là bed weight trừ cho weight. Và các bạn lưu ý rằng bed weight kiểu của nó là kiểu plot, weight cũng là kiểu plot. Do đó để đưa được vào cho phần trăm D thì bắt buộc chúng ta phải chuyển nó thành kiểu số nguyên. Và để chuyển thành kiểu số nguyên, tôi sẽ gọi đến mat và tôi gọi đến phương thức round để chúng ta tiến hành làm tròn. Tiếp tục copy nội dung này đem xuống phía dưới. Ở đây sẽ thay đổi thành là cân nặng hiện tại trừ cho cân nặng lý tưởng. Tiếp tục thực thi lại. Nhập vào chiều cao, nhập vào cân nặng, xem kết quả. Thì các bạn thấy cân nặng lý tưởng của bạn là 70 kg, và mở ngoặc ra bạn thừa 10 kg. Tôi sẽ nhập ở đây cân nặng của tôi là 70 kg chẳng hạn. Xem kết quả. Thân hình của bạn hoàn toàn bình thường, cân nặng lý tưởng của bạn là 70 kg, và ở đây nó lại hiển thị kết quả là bạn thiếu 0 kg. Thì điều này là chưa chính xác, bởi vì 70 đã bằng với giá trị 70 rồi. Do đó ở đây phải hiển thị là thân hình lý tưởng. Như vậy tôi tiếp tục kiểm tra lại.